Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, chiều nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Nẵng Nippon Seiki, một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị đo lớn nhất Nhật Bản đã hoạt động tại Đà Nẵng được 9 năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, người lao động công ty Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh lãnh đạo thành phố luôn tạo mọi điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu tạo điều kiện cho công ty thuê hạ tầng để mở rộng quy mô, yêu cầu các sở ban ngành sớm truyền tải các chủ trương của thành phố đến doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài một cách nhanh chóng, kịp thời. Tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung, hỏi thăm tình hình công việc của đội ngũ cán bộ kỹ sư đang làm việc tại đây, chia sẻ với những khó khăn của tổng công ty trong thời gian qua, nhất là 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, người lao động công ty nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Chúc mừng tổng công ty vừa đạt được danh hiệu chuyển đổi số quốc gia, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Tổng công ty Điện lực Miền Trung sớm có đánh giá về tình hình hoạt động trong năm tới để đề ra những giải pháp phát triển phù hợp, đồng thời khẳng định thành phố sẽ luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động trong thời gian tới.